Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 23 tháng 3 năm 2024. Thứ bảy cuối tuần, miền Bắc tiếp tục nằm trong đà nhiệt tăng. Hiện tượng thời tiết như mưa phùn và sương vẫn còn xảy ra tại một số các khu vực. Nhìn chung, hầu khắp Bắc Bộ thì sẽ đều hửng nắng về trưa và chiều. Dự kiến hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục phổ biến tại miền Bắc trong vài ngày tới. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục thuộc những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng đỉnh điểm. Tại khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 30 độ. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời chủ yếu nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Tiếp theo là khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Trời chủ yếu nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 27 đến 30 độ, còn phía Nam đạt từ 30 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời chủ yếu có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực các vùng núi Tây Nguyên, trời phổ biến có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Cuối cùng là khu vực Nam Bộ. Nam Bộ chủ yếu trời sẽ có mây, đêm không mưa và ngày nắng. Riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất thì sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ thì sẽ đạt đến 35 cho đến 37 độ. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 22%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 49%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 42%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa, mây rải rác, trời không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 49%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương và Nông Cống, mây rải rác, trời không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 62%. Thị xã Bỉm Sơn, mây rải rác, trời không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 65%. Thành phố Sầm Sơn, mây rải rác, trời không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ trung bình 22 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 80%. Thị xã Nghi Sơn, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 67%. Thành phố Thanh Hóa, mây rải rác, trời không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 60%.